Hello anh em, thì rất là vui khi mà được gặp lại các anh em yêu mến của Thiên Tâm Ca. Thì rất là vui hôm nay mà được tái ngộ cùng anh em trong cái clip mới nhất của mình. Thì trong thời gian qua là mình cũng nhận được rất là nhiều cái yêu cầu và cũng cái tin nhắn và những cái lời comment ở dưới trên YouTube cũng như là ở trên Facebook, tin nhắn hoặc là những cuộc điện thoại là yêu cầu mình thực hành và làm cái này cho anh em là cái coi sắt, lộn cái coi xăng. Thường thường mình nói cái coi sắt đó là cái coi xăng, là cái tên của nó là cái coi xăng. Thì anh em, tất cả anh em nào đều yêu cầu mình làm cái này ha, làm cái này nè, khoan lỗ, dùi lỗ, dán keo, làm như thế nào đặng cho anh em thấy trực tiếp, cho anh em dễ làm hơn ha. Từ đó giờ thì mình chỉ trên cái nền tảng là nó chung chung thôi ha. Còn hôm nay thì cũng thể theo lời yêu cầu của anh em thì mình sẽ thao tác trực tiếp và làm trực tiếp trên cái nền, rồi cho anh em xem nó như thế nào, và mình sẽ giải thích cho anh em một số vấn đề cụ thể sao. Rồi ok, bắt đầu anh em mình bắt đầu vào việc ha. Thì cũng như anh em thấy là mình đã làm sẵn như thế này rồi, thì bây giờ là anh em mình sẽ đi làm thẳng luôn. Trước tiên thì anh em chuẩn bị cho mình một cái khoan, rồi thì đây là cái coi xăng. Thì coi xăng thì anh em chạy xe gì đó thì anh em lại tiệm thì anh em mua theo một cái mẫu đó. Rồi về thì anh em cũng thấy là mình cũng có mấy số anh em không có điều kiện làm, cho nên cũng nhờ mình mua về rồi làm, rồi gửi qua bưu điện cho anh em. Thì mình cũng làm, mình làm mấy cái, gửi được mấy cái và cũng làm được mấy cái gì rồi, demo cho anh em xem. Thì anh em thấy là cái co này nó chạy được cho thằng quay và chiếc và rim ha. Giá của nó là 85. Rồi bây giờ mình sẽ lại làm cho anh em xem. Bây giờ thì anh em sẽ, trước khi khoan thì anh em sẽ xem cái vị trí của nó, cái vị trí của nó là như thế nào. Đó, đây là cái vị trí của nó, đây là cái chụp ở trên cái bình xăng con. Rồi đây là dưới cái lốc máy. Thì anh em thấy là một cái vị trí như vậy. Thì mình sẽ khoan ở cái vị trí này là chuẩn nhất. Đó. 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 Thì đây là như vậy là cái góc, cái đúng độ của nó. Rồi bắt đầu là mình sẽ, nói chung là anh em phan bên này hoặc là bên này, hai bên nào cũng được, và có thể phan ở đây cũng được, nó tùy anh em thôi. Anh em thích chỗ nào, vị trí nào thích hợp thì phan. Thì mình thấy nó có chỗ cái ghề này rất là ngon, cho nên mình phan đi ha. Rồi để mình cắt cái máy quay lên tí. Rồi trước tiên là anh em sử dụng cái mũi phan nhỏ mình phan cái lỗ trước, rồi mình sẽ khoan lỗ bự sau. Anh em khoan thì anh em cũng phải là cân đo đếm cái độ của nó, chứ đừng có khoan mà kiểu mà nhập quá, khoan quá rồi nó lỏng là hơi khó lên. Rồi mình sẽ chưa được, dặn chưa được, do mình phải khoan cái lỗ, thêm cái lỗ nữa cho nó.
rất là cứng, không có chịu thường đâu anh em ơi. Rồi nó vừa lủng thì anh em lưng ra liền, đừng anh em đừng có sấy, tại vì nếu mà anh em sấy thì nó sẽ không có, nó sẽ lỏng, cái này nó lỏng ha, lỏng. Rồi khi mà anh em phang xong rồi đó thì anh em đo khoảng cách nó vừa rồi đó, dụ giả dụ gì đi, nó vừa rồi đó là anh em sẽ dùng kìm. Đây là anh em dùng cây kìm, anh em bấm bỏ cái đầu gùi này, hai cái đầu gùi nè, em thấy cái đầu gùi không, cái đầu gùi này là mình đo đồ hở rồi mình dán keo AB vô, rồi đây đồ hở gì này là mình cắt bỏ cái đầu gùi này. Là nếu mà anh em sử dụng cái giò xe đạp bình thường á, này là mình đã chế sẵn cho anh em đã gắn vào trong cái boe ha. Rồi anh em lấy cây kìm là anh em cắt bỏ cái đầu gùi này ha, đặng em làm một cái ống thông. Đây là cái ống thông. Anh em có thể dùng những cái ống đồng, ống gì đó, nhưng mà theo mình anh em nên sử dụng cái giò xe đạp này thì nó ngon hơn. Tại sao? Tại vì nó có những cái răng, có những cái răng nè, cho nên là anh em gắn vào trong này nè, nó rất là ok, nó rất đã. Nó thì anh em thấy là rất là im. Nó thì anh em thấy là mình đã dặn vô thì anh em thấy là lấy không ra luôn nè, rất là cứng ha. Rồi bắt đầu là mình sẽ dán keo vô ha. Việc tiếp theo là anh em mình sẽ dán keo vô, tại vì anh em trong quá trình làm là anh em cũng phải cẩn thận, tại vì cái này á là bản thân nó là nó sử dụng cái là hút hơi, nó hút hơi trong cái này là rất là dữ. Rất hơi, hút hơi rất là dữ, cho nên là anh em phải là dán keo, làm mà dán keo rất là kỹ lưỡng mới được, chứ anh em mà làm mà ẩu ẩu là rất là dễ bị xì hơi, mà xì hơi là rất là nguy hiểm. Đây anh em làm trước khi dán keo là anh em phải cào cái lớp, bỏ cái lớp vỏ này đây, cái lớp này nè, cái lớp này là cào cái lớp này cho nó chốc chốc bong bong lên, nó nặng nữa nó dán keo vô là nó ăn triệt để ha. Chứ anh em là để cho nó láng láng gì là dán keo nó không có được chắc. Mình làm là mình phải kỹ, anh em nếu có điều kiện thì anh em làm, còn không có điều kiện anh em thuê người ta làm, hoặc là những tiệm sắt, tiệm hàng cửa gì đó, là anh em phải xem nó làm như thế nào. Tuyệt đối anh em tuyệt đối không được sử dụng keo dán sắt, và cũng tuyệt đối không được sử dụng là cái keo nến, tại vì keo đó nó nhiệt độ rất là chảy, cái keo nến thì nó rất là mềm, nó rất là dễ bị chảy theo nhiệt độ cao, nó là nó không tốt. Còn cái keo dán sắt á, là bản thân nó là nó giòn, nó cứng thiệt nhưng mà nó rất là giòn, anh em chạy thời gian nó bị nứt, bị răng, mà cái hơi là mà nó sẽ đi theo đường răng là anh em là xe anh em sẽ không ngon liền. Đó là rất là nguy hiểm, cho nên là anh em làm có điều kiện làm thì anh em phải làm tỉ mỉ từng chi tiết, không được là sơ suất với nó. Rồi tiếp theo nữa là công việc tiếp theo là mình trộn keo AB. Keo AB là một loại keo hai thành phần được phối hợp bởi hai cái chất trộn lại nhau, thì mình cũng có mua sẵn một ít. Thì anh em thấy là đây là thành phần A, đây là thành phần A, đây là thành phần B. Đó, hai cái loại này trộn lại nó gọi là keo AB. Tỷ lệ là 64, 6 thằng keo trong và 4 thằng keo đỏ, keo màu nè. Đó. Thì anh em trộn lại, trộn cái hai thành phần lại, trộn lại
Keo này thì nói chung là nó một khi nó khô là nó cứng, rất là cứng, nó cứng cực kỳ cứng. Cái loại keo này thì loại keo mà người ta dán cái bố thắng đó anh em, dán cái bố bố bạc càng đó, cái bố mà bố mà tiếp xúc với cái chuông đó là anh em biết là cái độ cứng của nó cỡ nào rồi ha. Nói chung là nhất định anh em làm cái này là phải dán keo này ha, cái điều này là mình phi trực thiên thực tế anh em, không có keo này thì anh em đừng làm đừng chế, tại vì nó bản thân đây là nó gắn vô trong cái đầu bò, cái xúc bắp hơi cái piston nó hút hơi rất là mạnh, rồi quên rồi, nó hút hơi rất là mạnh, cho nên là nó cần một cái rất là kỹ lưỡng. Nếu mà anh em làm ẩu ẩu là nó bị xì hơi là xe anh em chạy không được liền. Sau khi làm cũng quên xem cái màn hình cái nó quay hướng nào anh em xem không rõ. Đó, anh em dán ở ngoài rồi anh em phải dán ở trong. Kéo ngoài và ở trong phải là kỹ mỹ tỉ mỉ, chứ không thể nào mà kiểu mà làm qua loa được. Anh em mà thuê thợ làm là chắc chắn là thợ nó không bao giờ nó dán ở bên trong cho anh em đâu, chắc chắn là điều một điều đó luôn, chỉ dán sơ sơ ngoài thôi. Rồi thời gian sau anh em chạy là nó sẽ bị không kỹ đó, nó găng nó hít gì đó thì nó sẽ bị xì hơi là xe anh em nó chạy không im. Nói chung á, là cái này là nói chung là chế anh em chế thành công là tỉ mỉ đúng cái phiên bản, đúng thiết kế, đúng cái chi tiết là chạy cực kỳ ngon lành, chạy cực kỳ bền. Chạy như mình là mình chạy là mình tuy là mình không phải là cái bản này thiệt, nhưng mà những anh em của mình làm á, những anh em mình chế cho những anh em ở gần nhà mình đó là chạy là cũng cỡ gần tầm 6 tháng nay rồi. Rất là ngon lành. Còn đối với bản thân mình thì mình chạy mình sử dụng cái phiên bản dò xe đạp với phiên bản lò xo, thì hai cái thứ thì mình thử nghiệm mình chạy coi cái nào nào bền. Thì cũng cỡ gần 8 tháng nay rồi. Thì nói gì sẵn mình đạn lò xo và cái dò xe đạp, thì trong một cái clip thời gian tới này mình sẽ có câu trả lời cho anh em là giữa dò xe đạp và cái đạn lò xo cái nào tốt hơn, mình sẽ có câu trả lời cho anh em. Nhưng mà bật mí cho anh em trước luôn, mình khẳng định là cái dòi xe đạp là nó sẽ không tốt bằng cái đạn lò xo. Nhưng mà cái đạn lò xo thì nó sẽ dễ, nó khó làm hơn là cái dòi xe đạp. Nhưng mà cái dòi xe đạp thì chắc chắn là độ không ổn định, không có cái độ mà không có tuyệt đối bằng cái đạn lò xo. Nói chung là hai thằng nó vẫn bền, cái nào cũng bền, cái nào chạy cũng ngon nha. Nhưng mà trong cái anh em đón chờ trong cái clip tới đi, mình sẽ giải thích chi tiết, tại vì nó mình sẽ giải thích mình chứng minh nữa, nó nhiều thứ lắm không thể nào mà nói được. Nhưng mà anh em nếu mà đang chạy dò xe đạp thì anh em cứ yên tâm chạy đi, nó vẫn tốt, vẫn ổn định, vẫn ngon. Nhưng mà so sánh thì nó thua cái đạn là so thôi, nhưng mà tôi cũng kể như là 1 9 1 10 thôi, chứ không phải nó không thua cái gì đâu, nó không thua, không có nhiêu đâu, chạy vẫn bền, vẫn ổn định bàng hoàng, chứ không phải là nó nói thua là thua kỹ thua gì đâu. Thì trong những cái clip tới thì anh em mới xem đó, anh em mà mới xem lần đầu thì hãy đăng ký kênh của mình để mà biết mình đăng những cái clip sau thì anh em sẽ kịp thời cập nhật, rồi để mà biết anh em là thích dọc dạch thì hãy đăng ký kênh để mà mình có những cái gì hay đó mình sẽ chia sẻ và kịp thời mình cập nhật những cái mới, những cái tốt cho anh em, chia sẻ kinh nghiệm cho anh em gần xa. Thì bản thân mình thì mình làm ở trên một cái tinh thần là chia sẻ, chứ không phải là vì một cái lợi nhuận hay là bán buôn hay gì đó. Thì anh em xem những cái clip của mình, xem những cái clip của mình và cái cách làm của mình đó, thì anh em cũng thấy là mình làm bằng cái tâm chia sẻ, chứ không phải là mình làm một mục đích là câu like hay lợi nhuận gì đó. Nếu mà mình làm gì câu like gì đó thì mình chỉ làm khoảng cỡ chừng mọi người em thấy lên là chỉ là một
3-4 phút thôi, tối thiểu là 5-7 phút là người ta nghỉ rồi. Ta làm ta câu like mà ta đâu có làm chứ, mà nhiệt tình mấy chục phút như là mình những cái xe mình làm nha. 20 mấy, 30 mấy, 40 phút nhầm cái clip mình quay 40 mấy phút. Ai mà có công đâu mà làm những chuyện đó cho cực vậy. Mình thì nói chung là mình làm ra mình phải muốn chứng minh cho anh em thấy đó là thực tế. Nói chuyện anh em mà quên cứ đưa lên trời không, không có chú ý với màn hình. Đó. Lum vậy. Rồi, xong. Rồi công việc tiếp theo là làm gì? Rồi khi mà nó đã khô cứng rồi đó thì cũng như anh em thấy là một cái này là đã mình đã làm rồi ha. Rồi anh em thấy là nè, mình giật ra nè. Thấy anh em thấy tay mình giật rung ra không? Đúng không? Nè, xay luôn nè. Nè, xay lấy ra xay ra luôn mà không ra nè, nó. Nó. Anh em thấy là rất là cứng, cực kỳ cứng luôn. Đây anh em thấy, cho anh em thấy nè, gọt luôn nè. Đó, anh em thấy không? Nè. Gọt luôn đó mà cái độ nó, mình lấy nét lại cho anh em xem. Gọt luôn mà cái độ nó vẫn chốc chốc chút xíu nè, anh em thấy nó cái độ láng không? Láng là chứng minh là nó rất là mịn, loại keo nó rất là mịn anh em. Thấy hầu như là nó không chày luôn á, nó chày chút xíu mà. Bỏ qua vấn đề đi. Rồi. Rồi không, khi mà sau khi mà anh em làm xong á thì anh em phải tháo cái coi sắt cũ của anh em ra, cái coi xăng á ở trên xe đó. Anh em tháo ra. Gì đây anh em tháo ra. Nó tháo cái tháo vặn hai ốc này, tháo ra. Tháo ra, tháo ra. Lấy coi sắt của anh em bỏ ra ngoài. Rồi bắt đầu lấy cái coi sắt này để vô. Dặn lấy cái, nhớ anh em lấy cái miếng gòn vô nha, để cắt miếng giấy cứng để gòn đây, để gòn đây. Rồi dặn vô góc. Dặn ốc trên. Rồi cho nó dính vô trong cái coi sắt cũ, rồi bắt đầu anh em là lấy cái ống xăng nè. Cắt khúc nè. Đâm vô đầu đây. Đâm vô đây, đó ha, đâm vô rồi. Anh em lấy dây rút. Rút lại. Rút lại cho cứng. Cứng luôn ha. Tại vì ở đây nó có răng nè anh em, cho nên là anh em rút vô nó cứng dữ lắm, rất là cứng, phải có răng mà. Rồi tiếp theo nữa là anh em cái vòi xe đạp đó, xe đạp là đo cái độ hở, độ khoảng cách là anh em thấy cái độ hở nè, anh thấy anh em thấy không, độ hở là bao nhiêu nè, nó sát vô là nè sát vô là nhiêu, độ hở là nhiêu đó, thì anh em xem rồi dùng keo AB chấm cái đầu này, phải keo AB nha anh em, đừng bao giờ dùng keo nến. Keo nến là một cái sự mà nó rất là nguy hiểm, chạy thời gian nó nóng hoặc là nó sụt sụt cực cực như nè. Anh em chạy là không khí nó vô là nó kéo, nó hút cái này lại, hút cái vòi xe đạp nè, mấy cái nó văng ra, hút ra vô liên tục như nè. Rồi nó nóng nhiệt độ lên hay gì đó là keo nến dễ bị chảy lắm. Nó rất là dễ nguy hiểm, cho nên là anh em phải dùng keo AB. Còn keo dán sắt thì anh em phải gán rất là khéo tay, cực kỳ khéo tay, nhưng giống như mình nhói trên những clip trước. Đó là anh em phải chút cái đầu xuống như nè. Đó, rồi anh em dùng một cái nhỏ keo chấm trên đầu cái tam chỉ răng á, chấm trên đầu này nè. Rồi anh em chấm nhẹ lên này nè, nó chứ anh em mà cứ mà thứ thẩm tay cầm cái chai bóp gì nữa xịt vô cái nào nó chạy ngược trong đây là kể như cái vòi xe đạp nó hư luôn đó. Rồi tiếp theo anh em làm gì, anh em tháo hết cho mình. Rồi anh em gắn cái này vô cái đai đít nè, cái đít này nè, gắn vô đây. Đó. Rồi gắn xong thì anh em lấy dây rút, rút cái đầu lại, rút xịt cái chắc vô. Rồi ha. Rồi người là cái trong cái đồ bắt đầu anh em là đốt lửa trên, lấy hột gạt đốt cái tơ lưu bít. Nên anh em tưởng tượng tôi lại là cái tơ lưu bít đi, dít bát ke đó, đốt nó nóng lên, nóng lắm là quẹt đốt nóng, anh em ghim vô trong cái lỗ, ghim vô boe, ghim vô anh em ghim, mà ghim thì kiểu này nha, kiểu đứng lên này nè, đằng nữa cho nó nửa mình ghim cái đầu này là nó cắm hơn chút, ghim nè, ghim xe vừa nóng vừa rồi ha, đó, vừa lủng cái lỗ, vừa đâm vừa lủng lỗ rồi mình cút ra liền,
ha, rút cái liền. Rồi anh em dùng keo nến á, keo nến anh em là đốt cho nó nóng keo nến ra, rồi nhỏ anh em nhỏ lên như này, nhỏ lên trên cái tulipit á, anh em lấy quẹt đốt nữa, đốt cho nó keo nến nó chảy dòng cái tulipit này. Anh em lại tiếp tục đâm vô trong cái lỗ hồi nãy đó, đâm vô rút ra. Anh em xoay dần cho cái keo nến nó bám vòng xung quanh cái lỗ anh em mới đâm đó. Ha, nếu hệt như mình áo lớp keo đó. Rồi bắt đầu là anh em dùng cái hột quẹt anh em đốt keo nến cho nó chảy ra. Các anh em để nè, giả dụ đây là cái keo nến nè, đốt chảy các anh em là quay vòng cái đây nè, vừa quay vòng ra là em lấy hột quẹt hơ ngang cái, hơi vừa thôi nha, đừng hơ nhiệt tình, hơn nhiệt tình là cái này nó bị cháy cái ruột bên trong này, cái ruột này cháy nó bị nhũng. Vừa hơi chảy vòng các anh em lấy cái cây tán vòng cho đều nè, nhanh chóng đâm vô đây liền đó, đâm vô ngập vô cái đụng cái này luôn nó. Nhưng mà anh em vừa cái lỗ này mà vừa hướng lên gì nè, nó hướng lên gì đó, đặng chi đặng cho cái dồi cái hột kẹo lúc nào nó cũng phải nằm xuống như nè, nó tuột xuống là nó mang vị trí khóa, nó tuột xuống là khóa. Chừng nào nữa anh em đề máy cái là nó sẽ rút cái dồi lên, rút lên bình thường là nó tuột xuống thì nó khóa cái hơi là nó không cho hơi vô trong cái nòng đốt của anh em đó. Thì tổng thể là như vậy. Rồi tổng thể là anh em khoan xong gắn cái dòi xe đạp vô, lấy ghìm cắt cái đầu dòi bỏ à, rồi bắt đầu là dán keo lại, dán keo mặt trong mặt ngoài rất là kỹ. Rồi mở cái coi sắt, cái coi xăng của anh em ra, coi gắp nè, dặn ốc này mở ra bỏ cái coi xăng ra ngoài, chồng cái coi xăng này vô, dặn ốc trên, dặn ốc dưới, lấy cái gon chùm lại nha, không có gon chùm lại, làm cái gon đây nè, dưới trên, rồi chùm lại, xong, giả dụ gì, rồi, đó, anh em thấy không, cái lỗ như ống hút vậy nè, nó đâm cái ống này vô, lấy cái dây rút lại, rồi ở đây, lấy dầu xe đạp, cái độ hở của nó là căng đủ độ hở rồi, ghim như cái đít như đây, rồi lấy tulipit, lấy một quẹt đốt tulipit cho nóng, đâm vô, xây cho một lỗ trên cái dồi bầu gió bô e, cái bầu tử gì đó, tùy theo anh em kia mỗi dùng ở khác. Vừa đâm vô rồi xây qua xây lại, vừa lủng vô rút ra liền, lấy keo mũ, lấy hột quẹt đốt phừng ở đây. Rồi bây giờ làm là phải làm trực tiếp cho anh em, để thôi anh em có một số anh em nói là làm không kỹ, không biết, không hiểu, có giờ chơi luôn. Rồi thí dụ gì, đây là thí dụ giả dụ cái tulipit đi, đốt tulipit gì nè, nóng lên này nè, đâm vô trong cái bô e, xây vừa rút vừa lủng vô là rút ra liền, không được cho nó lỏng nha, lỏng là nữa, tại vì cái tulipit với cái chậu xe đạp này nó tương ứng nhau, nó lỏng là nữa ghim không vô. Rồi một khi lủng rồi, cái anh em là đốt cái keo nến nè, quay trên đầu tulipit cho nó đều, cho đốt là quẹt đốt lên cho nó chảy đều keo, đâm vô cái lỗ hồi nãy anh em trên cái bầu gió đó, giống hệt như mình mạ keo á, trường hợp là mạ keo đó. Nhưng mà phải cẩn thận nha, đừng cho nó nhiều không ít, để nữa mà anh em làm không cẩn thận là nữa anh em chọt cái đầu này vô, cái đầu gùi này nó dính keo trong đó, nó dính keo vô đó, là keo với dính cái đầu gùi này vô đây, là anh em thấy hiểu kết quả nha. Làm là phải kỹ chứ không phải làm cho khó. Rồi bắt đầu là anh em tiếp tục đốt cái keo này, quay trên đây này nè, quay vòng trên nền này nè, rồi anh em lấy quẹt đốt cho nên nóng hơi cho nó chảy đều, lấy cây tán cho cái keo này đều dần, quên đốt lại lần nữa, đâm vô trong này, đâm kia hơn kia đứng gì nè, rồi đơn giản vậy đó, như lời xong. Rồi thì qua cái clip này hướng dẫn thì anh ấy thấy cũng đơn giản, có gì khó ha. Rồi thì ok, thì mình cũng rất là mong là anh em gần xa sẽ làm được giống như mình, để cho cái con xe của mình nó có thêm một phần tiết kiệm xăng và chạy bốc hơn, và cũng tiết kiệm một phần chi phí cho gia đình của mình. Thì anh em xem clip thì cứ làm như mình đi, bảo đảm là hiệu quả. Tại vì mình anh em thấy là không phải là mình nên anh em, mà cũng có rất là nhiều người mà làm, thì cũng có số anh em là cũng xem nhưng mà rất thích làm được, cũng nhờ mình
làm rồi đóng gói gửi bưu điện cho anh em. Thì ok, nếu mà anh em không có điều kiện làm á, thì hoặc là không có khoan, không có dù, hoặc là không có điều kiện làm á, thì anh em cứ nhắn tin cho mình hoặc là qua cái số điện thoại là 0936684184, 0936684184, và Zalo là 0927084300, Zalo là 0927084300. Thì mình sẽ sẵn sàng giúp anh em trên một cái tinh thần là cộng đồng chia sẻ vì cái lợi ích của cái hưởng lợi từ cái sản phẩm, từ cái một cái ý kiến nó đơn giản mà nó lại mang hiệu quả cao. Thì sẽ làm cái clip nói về tiết kiệm xăng, về những cái chi tiết, những cái vấn đề gặp anh em gặp vấn đề khó khăn, làm nó chưa đúng kỹ thuật, nó thành công chưa cao. 100 người thì làm thì đã có là 90+ người% rồi thành công, nhưng mà chỉ còn có 5-7 người làm. Thì cũng như mình nói là nó tuy là nó đơn giản thiệt, nhưng mà nó có rất là nhiều cái thứ nhỏ nhặt mà anh em không chú ý. Ví dụ đơn giản đây, cái vòi xe đạp này anh em mà chấm keo không kỹ nó dính vô, cũng tại sao tôi làm gì mà không thành công, tại cái vòi xe đạp này nó bị dính keo rồi. Người đơn giản ở đây nữa nè, trong quá trình anh em cắt cái lỗ này, anh em dùi cái lỗ này nè, anh em không có lấy cái dao hoặc là mũi nè, anh em xấy cái lỗ này nè, cái mạc nó dính trong cái lỗ này nè, rồi thời gian nó hút vào cái mạc này vô trong cái, nó bị bít cái vòi luôn, hoặc là nó chạy vô mạc vô trong cái mấy cái họng này, nó làm cái vòi nó không nhúc nhích được. Có rất là nhiều thứ đó, cho nên là mình sẽ giải thích từ chi tiết. Rồi có cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề bơm xăng của anh em nữa, cái bơm xăng của anh em nữa là nó bơm xăng của anh em yếu nữa, rồi gắn ké vô trong đường ống nữa là nó bị mất cái lực hút, rồi nên xe anh em chạy không im nữa. Rất là nhiều thứ. Rồi anh em chỉnh gió không im nữa. Bình thường mình nói là xe của anh em đã là 3 dòng, anh em chỉnh xe của tự nhiên ta là 2 dòng, mặc định là 1.7-2 dòng, thì anh em cứ để giữ nguyên đó, rồi anh em gắn tiết kiệm xăng tiếp tục xả thêm 2.5 dòng cho đến 3 dòng nữa đó, là tính luôn nữa là tổng gần 5 dòng nữa. Chứ có số anh em là dặn xí hết rồi xả, nghe lời mình xả thêm 3 dòng nữa, không phải. Giữ nguyên cái độ xe chạy bình thường là khoảng 1.7-2 dòng nữa, rồi xả thêm nữa khoảng 3 dòng nữa, 2.5-3 dòng. Thì trong thời gian sau là mình sẽ làm cái clip nói cụ thể những cái trường hợp anh em gặp, hướng dẫn anh em cách khắc phục. Rồi ok, thì mình sẽ chào anh em và hẹn lại gặp lại anh em các clip sau. Thì những anh em nào mới xem thì muốn có tinh thần học hỏi và muốn chia sẻ và muốn dọc dạch xe thì hãy đăng ký kênh của mình. Anh em đăng ký thì nhớ bấm cho cái chuông ha, để cho nó được mình đăng ký, mình có đăng clip mới thì nó sẽ báo cho anh em. Thì cũng cảm ơn anh em đã bỏ thời gian 10-20 phút đã mà lắng nghe cái clip của mình. Thì cuối lời thì gửi anh em một lời chào và lời chúc sức khỏe, chúc anh em luôn thành công với những cái sự tò mò dọc dạch của anh em. Chào anh em, hẹn lại gặp lại anh em trong những clip lần sau.